Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin cung kính trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát cùng nguyện phẩm thứ tư nghiệp cảm của chúng sanh. Bồ Tát vâng trì. Lúc đó, ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con lớn sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân này ở khắp trăm nghìn một ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định. Hễ quen làm dữ, thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng dứt. Mê lầm chướng, nạn trải, đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá bơi lội theo dòng nước chảy, thoát hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Chó đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Định Tử Tế Vương bạch hỏi. Lúc Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tử Tế Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Ách Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Định Tử Tế Vương Bồ Tát rằng: lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giảng bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ sáu muôn kiếp, chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thật hành mười hạnh lành làm lễ cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm phương trước để sát dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thường. Một ông phát nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tử Tế Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chuyết những chúng sanh tội khổ thời trung nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quang mục cứu mẹ, lại vô lượng vô số kiếp về tuổi trước. Lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật ấy thọ 40 kiếp. Trong thời tượng Pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn nữ gì. Quang Mục thưa rằng: Ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bền nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng: Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay bị đọa vào chốn địa ngục khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng: Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạch của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán nghe nói xót thương bèn dạy phương trước, ngài khuyên Quang Mục rằng: Người phải đem lòng trí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật, thời kẻ còn và người mất đều đặng phúc lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thể thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như ở núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thắp xanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thờ liền biết nói. Sau đó đời tờ gái trong nhà sinh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người đến nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ lại bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?
Nghe đứa trẻ nói qua mục đích chắc là mẹ mình đang nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạch nghiệp chi mà bị đọa vào chốn địa ngục khổ sở như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quang mục hỏi rằng những việc tội báo trong chốn địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến 100.000 năm cũng không thuật hết được. Quang mục nghe xong than khóc, rơi lệ mà bạch cùng giữa không rằng: nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hàng chốn tam đồ, hạng hạ tiện, cùng thân gái, cùng những kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối chức tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Bụng Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay nhẫn đến về sau, đến 100.000 một ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng nó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quang mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này Quang mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thắc sanh làm người phạm trì sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau dốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát rằng: vị là hán phước lành độ quang mục thừa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của quang mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quang mục thời là ngài địa tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà xa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Về đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, như đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiện ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài địa tạng Bồ Tát trừ trong khoảng khảy móng tay, thời những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dưng cùng những y phục đồ ăn vật uống các thứ chân bảo, thời người đó trong 100.000 ức kiếp sau thường sanh ở cõi trời hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như phước trời đã hết mà sanh xuống chốn nhân gian, cũng thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp, lại nhớ được cội ngày trong nhân quả trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương, ngài địa tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn nhiều sự lễ cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn một đức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần Đức Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi siêu phù đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Từ Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài địa tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát ra lời nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Bây giờ Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: hay thay, nay vì muốn được xử lễ cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài địa tạng Bồ Tát trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Bốn ông Thiên Vương bạch cùng Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: từ kiếp lâu xa như đến ngày nay, ngài địa tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây dây mãi không dứt, vì lễ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện: ngài địa tạng Bồ Tát trong cõi Diêm Phủ Đề nơi thế giới ta bà dùng 100.000 một đức phương trước để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông Thiên Vương, ngài địa tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo viếng lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sẻ sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏn sẻn, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi đến cùng mất mạng.
Nếu có kẻ trái nghịch cha mẹ thì ngài dạy dỗ quả báo trời đất chu lục. Nếu có kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì ngài dạy dỗ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ở độc ác thì ngài dạy dỗ quả báo thác xanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu có kẻ dùng lưới bắt chim non thì ngài dạy dỗ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu có kẻ phì báng tam bảo thì ngài dạy dỗ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu có kẻ khinh chê giáo pháp thì ngài dạy dỗ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu có kẻ lạn phá của thường trụ thời ngày dạy dỗ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người thanh tịnh và vu báng tăng giả thời ngày dạy dỗ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chăn giết hại sinh vật thời ngày dạy dỗ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp phá giới phạm trai thời ngày dạy dỗ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của ngài một cách phi lý thời ngày dạy dỗ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu có kẻ tao ta kiêu mạn cúng cao thời ngày dạy dỗ quả báo hiền hạ bị người sai khiến. Nếu có kẻ đâm chọc gây gỗ thời ngày dạy dỗ quả báo không lưỡi chậm lưỡi. Nếu có kẻ tà kiến mê tín thời ngày dạy dỗ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong cõi diêm phù đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay ta chỉ nói sơ lược đó thôi. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa và địa ngục trải qua nhiều kiếp cũng nào được thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để làm những nghiệp trường đó là làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe Đức Phật dạy xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.